Wow. Nice. You want more from the floor? Get me about 3 more. 4 more. Cô bái bữa nay nghỉ hả? Dạ, hôm nay ngày nghỉ của em. Ngày nghỉ làm chuyện nhà. Cái này là đóng đinh thôi chứ gì hả? Đóng đinh or stapler. Screw in chứ mà đâu có stable nổi con. Cái này cứng lắm ạ. Cái này lấy cái rêu nhỏ sư cái rồi nghe này dặn xuống chứ gì phải không? Nice. Nhưng mà có cái idea mà mua cái này hay vậy? Rồi đẹp. Em tiền hay không? Rồi quá đẹp, được nửa nhà rồi. Collect money được rồi. Professional. Wow. Nice. Em nhìn thấy lúc đó mình canh cho nó đều hết. Evenly spaced and đóng đúng xuống thì nó. Ok, cái đó thì dễ. Đó thì I can do that. That's the look. You like it? Yeah. Nice. They pay me. Don't laugh. I know you go to work. Tối à, anh có cái đồ đậy lại. Tối để nó ngoài một tí thôi. Không à. Không mình move it in here thôi mà. Move here còn không anh có cái đồ đậy. Lấy cái của cái ấy kìa. Đó. Lấy cái của cái đó bỏ khá bao lên đây được. Không, vậy bỏ với trong giường này thôi là được rồi. Ok, còn không cái đó nó protect quá được. Ôi quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Good project. Nice project.